Minh Thúy xin kính chào quý vị. Tìm hiểu về nồi cơm tách đường ra khỏi gạo. Kính thưa quý vị, gạo là một trong những thực phẩm quan trọng nhất trên thế giới. Vì vậy chúng ta không ngạc nhiên khi nấu cơm là một trong những hoạt động phổ biến nhất trong nhà bếp. Gạo là một trong số thực phẩm có chứa rất nhiều tinh bột. Tinh bột là loại carbon hydrate phổ biến nhất trong thức ăn và có thể được tìm thấy trong các loại thực phẩm khác như khoai tây, bắp, lúa mì, vân vân. Mặc dù tinh bột là một phần quan trọng trong phần thức ăn của con người, nhưng nếu quá nhiều tinh bột thì lại là một điều không tốt, đặc biệt đối với những người muốn giảm cân hay đối với những người bị bệnh tiểu đường. Nếu có thể loại bỏ tinh bột khi nấu cơm thì đây hẳn là một điều mà nhiều người đang mong đợi. Hiện nay phần lớn người ta nấu cơm bằng nồi cơm điện. Nồi cơm điện giúp cho chúng ta có cách nấu cơm trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn cách chúng ta nấu cơm bây giờ có thể là đơn giản và nhanh chóng nhưng nó cũng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và chúng ta không nhận biết được. Hiện nay trên thị trường khá phổ biến các loại nồi cơm điện có tên là nồi cơm điện tách đường dành cho người bị bệnh tiểu đường. Vậy cách thức quá trình hiện tại của loại nồi này là gì mà có thể tách đường ra khỏi gạo? Loại nồi cơm điện có khả năng tự động loại bỏ đường thừa ra khỏi gạo nhằm giúp giảm lượng đường tiêu thụ cho người bị bệnh tiểu đường, tim mạch, béo phì, tai biến do các tinh bột xấu trong gạo gây ra. Chúng ta thường gọi là tinh bột, nhưng thực tế có tới 3 loại tinh bột khác nhau. Đó là tinh bột tiêu hóa nhanh, tức là RDS, được tiêu hóa trong vòng 20 phút. Tinh bột tiêu hóa chậm là SDS, được tiêu hóa trong khoảng từ 20 cho đến 120 phút. Tinh bột đề kháng đường, tức là RS, là một loại tinh bột không được tiêu hóa trong vòng 4 tiếng. Các tinh bột tiêu hóa nhanh và tiêu hóa chậm đều được cấu tạo từ amylose và amylopectin. Tinh bột tiêu hóa nhanh có tỷ lệ amylopectin cao nên dễ hấp thụ, rất phù hợp để mang lại năng lượng sau khi vận động, nhưng bù lại làm cho đường trong máu gia tăng rất nhanh. Trong khi đó thì tinh bột tiêu hóa chậm lại chứa nhiều amylose hơn và cần nhiều thời gian để cơ thể phân giải được nhờ vào cấu trúc bán tinh thể trong đó làm giảm sự tiêu hóa với các enzyme. Cũng nhờ vậy, lượng đường trong máu gia tăng ở mức độ vừa phải và ổn định. Ở một nhiệt độ nhất định, được gọi là nhiệt độ dẻo, nơi quá trình dẻo hóa của gạo bắt đầu xuất hiện các phần tử tinh bột tiêu hóa nhanh, bắt đầu bị đẩy ra khỏi gạo và hòa trong nước, trong khi tinh bột tiêu hóa chậm và các chất dinh dưỡng khác vẫn ở lại. Nồi cơm điện tách đường sẽ tìm cách tách và loại bỏ tinh bột tiêu hóa nhanh, giữ lại tinh bột tiêu hóa chậm. Về nguyên lý hoạt động của nồi cơm điện tách đường được thực hiện thông qua 4 giai đoạn. Giai đoạn nhất là giai đoạn gia nhiệt. Các nghiên cứu chỉ ra rằng khi gạo được nấu trong môi trường nước với nhiệt độ vừa phải là nhiệt độ hồ hóa tại các thời điểm thích hợp sẽ giúp loại bỏ được nhiều chất lượng tinh bột và tiêu hóa nhanh hay còn gọi là tinh bột xấu, nguyên nhân làm tăng đường trong máu trong khi vẫn lưu giữ được chất dinh dưỡng của gạo trắng. Các nồi cơm điện tách đường được thích hợp kỹ nghệ khả năng tiếp nhận và phản ứng một cách nhanh chóng, nhằm giúp cho nồi cơm có thể kiểm soát toàn bộ quá trình nấu cơm. Tại giai đoạn gia nhiệt này thì nồi sẽ đưa nhiệt độ lên một mức độ nhất định và duy trì ổn định mức nhiệt độ đó. Giai đoạn 2. Phân tách Sau khi giai đoạn gia nhiệt đã đến nhiệt độ thích hợp, thì nồi cơm điện sẽ dựa trên các thông số gài đặt sẵn để kiểm soát cũng như duy trì nhiệt độ trong nồi, để khiến cho hàm lượng amylopectin, hàm lượng chính, có trong tinh bột hấp thụ nhanh, tự phân tách ra khỏi hạt gạo và hòa tan vào nước, trong khi vẫn duy trì hàm lượng amylose, tức là hàm lượng chính có trong tinh bột hấp thụ chậm, giữ trong gạo. Giai đoạn 3 là loại bỏ, sau khi quá trình phân tích các amylopectin ra khỏi gạo và hòa tan vào nước một cách tối đa, hệ thống thoát nước được tích hợp trong nồi cơm điện tách đường sẽ tự động loại bỏ hoàn toàn nước và tất cả tinh bột tiêu hóa nhanh nhằm ngăn chúng hấp thụ trở lại vào cơm, giúp cho cơm sau khi nấu chín vẫn còn lưu giữ được mùi vị tự nhiên, nhưng vẫn lưu giữ được nhiều chất dinh dưỡng vốn có trong gạo. Giai đoạn 4 là nấu chín. Sau khi loại bỏ phần nước chứa tinh bột, nồi sẽ tiếp tục làm chính đều hạt gạo như thông thường nhưng cơm lúc này sẽ không còn tinh bột tiêu hóa nhanh an toàn cho người bị bệnh tiểu đường béo phì vậy có nên mua nồi cơm điện tách đường để sử dụng hay không nếu quý vị đang bị bệnh tiểu đường về các bệnh tim mạch hay liên quan tới tinh bột hoặc là đơn giản chỉ sợ lên cân do ăn cơm thì quý vị có thể xem xét để mua loại nồi cơm điện này Nồi cơm điện tách đường hiện nay có rất nhiều thương hiệu với mức giá khá cao so với nồi cơm điện thông thường, khoảng từ hơn 300 đến 600 Mỹ Kim. Tuy nhiên, dựa trên nguyên tắc trên thì chúng ta vẫn có thể nấu cơm loại bỏ bớt tinh bột mà không cần tốn kém nhiều tiền, theo cách sau đây với một khớp gạo. Thứ nhất, chúng ta vo gạo thật sạch. Thứ hai, ngâm gạo khoảng 30 phút. Thứ ba, sau đó gạo ngâm được đổ ra để ráo. Thứ tư, cho 4 cốc nước vào nồi nấu sôi với nhiệt độ medium. Thứ 5 cho gạo vào nồi nước sôi, đậy nắp để hở cho nước không trào ra ngoài. Thứ sáu, nấu sôi khoảng 5 phút. Thứ bảy, chúng ta mở nắp ra thử vài hạt gạo, bóp nhẹ xem gạo được mềm hay chưa. Nếu mềm thì chúng ta tắt bếp. Thứ 8 chắc hết nước. Khi chắc nước thì chúng ta sẽ thấy phần nước đục của tinh bột được loại bỏ. Thứ 9 Tráng cơm qua vài lần nước sạch. Thứ 10, bỏ cơm trở lại nồi, đậy nắp lại, mở lửa nhỏ trong vòng 5 phút là chúng ta có một nồi cơm ngon loại bỏ bớt tinh bột. Hy vọng rằng với cách thức này sẽ giúp cho quý vị có những bữa cơm lành mạnh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi, Minh Thúy xin kính chào. Mong gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.